một trẻ 8 tháng tuổi vừa tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vì bệnh tay chân miệng. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong vì căn bệnh này tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Những diễn biến phức tạp của dịch tại thời điểm này càng nguy hiểm hơn bao giờ hết khi mà tháng 11 tới đây được dự báo là đỉnh dịch tay chân miệng và sốt xuất huyết tại thành phố phương Nam. Trường hợp tử vong là bé gái Trần Bảo Châu, 8 tháng tuổi ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 ngày bị sốt, được gia đình đưa đến khám ở phòng mạch 4 và được chẩn đoán viêm họng, viêm đường ruột. Sau khi được tiếp tục điều trị tại một số cơ sở y tế khác, nhưng bé vẫn trong tình trạng bị sốt cao, khó thở. Đến chiều ngày 20 tháng 9, gia đình cho bé nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch. Bé tử vong sau đó không lâu. Bệnh viện Nhi đồng 1 kết luận bé tử vong do mắc bệnh tay chân miệng cấp độ 3. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này trong năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là với trường hợp của bé Châu, kết quả xét nghiệm lại âm tính với chủng virus EV71, chủng virus bệnh tay chân miệng. Trao đổi với phóng viên VTC14, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận định đây là một trong những trường hợp không mang những dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng. Chính vì thế, người nhà và bác sĩ điều trị đã không nhận ra sớm những dấu hiệu của bệnh này. Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, có khoảng 6.800 ca mắc bệnh tay chân miệng trên toàn thành phố.